Rồi coi chị nhúng, coi cái này lạ quá. Hình như chắc Sài Gòn quá, có mình chị làm kiểu này. Chắc chắn luôn. Cái này của chị nó kỳ công hơn là tự cái này của chị nó là lá chuối nha. Dạ. Một xiên gì là 3 viên. Tươi người ta đang làm. Dạ. Người ta làm một khoảng 8 giờ ta giao vô cho mình thì mình mới đầu mới ướp mới làm cái kia. Đó, xáo cái thịt của mình. Chị và tất cả các bạn, sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ luồn hẻm một tí xíu ở ngoài khu vực quận nhất, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Giờ từ cách mạng tháng 8 mình quẹo Nguyễn Thị Minh Khai, nghe là khúc nào ta gọi là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai vậy các bạn. Tháng 8 PM Phú Travel xin chào quý vị khán giả Gia Phú và Mèo. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ghé một cái hẻm ở quận nhất để đi trải nghiệm món bún chả Hà Nội. Đây là một quán cỏ của một vị khán giả nhắn cho Phú, thì muốn Phú đến quay chia sẻ trải nghiệm xem ở đây như thế nào. Địa chỉ mà ngày hôm nay chúng ta đến đó là 173/18 Nguyễn Thị Minh Khai, quận nhất. Như nó đối diện với đường Nguyễn Thượng Hiền á, nghe cái hẻm luôn á mọi người. Đó rồi, thôi mời quý vị khán giả chúng ta tìm hiểu ha, giờ bán thì có rồi nè, mình tìm hiểu thêm. Chị thế là chị Lan, chị Mỹ, chị Hoa, chị Oanh. Quán sẽ mở cửa là chị bán buổi sáng là chị ha. Chị Lan chị bán buổi sáng từ 6:30 tới 13 giờ. 13 giờ ngày chay là chị nghỉ. Bún chả Hà Nội mà em nghe nãy giờ ba chị là chị em, ba chị là chị em luôn. Dạ. Mà em nghe thấy giống giọng là miền Nam luôn. Một người là chị dâu, chị Oanh là chị dâu. Dạ. Còn Lan là em chồng. Dạ. Chị Mỹ là em dâu. Dạ. Đó, bún chả Hà Nội nhưng mà là đa phần là chị với dì ấy là cái giọng miền Nam hơn ha. Chị là tại vì ba mẹ sanh mấy chị em trong Nam. Dạ. Đó, cho nên chị nói tiếng Nam nhiều hơn. Dạ. Vậy là ba mẹ vẫn nói tiếng Bắc. Ba mẹ chị là giống như gia đình là ai cũng nói tiếng Bắc, nhưng mà đặc biệt có mình chị là nói tiếng Nam. Mấy ông anh cũng nói tiếng Bắc nữa, nhưng mà tự nhiên lọc có mình chị nói tiếng Nam. Là tự vậy luôn hay là chị thích cho mấy chị? Tự vậy thôi, không có tự vậy thôi. Đó, phải giải thích cho mọi người, thì nhiều khi mọi người không hiểu là tới ăn bún chả Hà Nội sao nghe chị giọng là giọng Nam. Mọi người tìm hiểu là như vậy. Rồi thì mình có bán qua app không chị ha? Chị có bán qua app người Shopee Food. Shopee Food. Rồi thì bây giờ mời cả nhà chúng ta xem các nguyên liệu của chị nha. Chị thì như là ngò bán vậy nè, ăn thì mới là nướng thịt chứ không có nướng sẵn, nướng bằng cái bếp than. Rồi bây giờ chị Lan chia sẻ thêm ở đây này. Là tiệm bún chả của chị là do cha mẹ chị bán chứ không phải là chị bán. Nhưng mà bây giờ cha mẹ chị mất rồi chị mới ngồi. Ở đây bún chả của chị thì ăn chị mới nướng, chị không có nướng sẵn. Khách vô ăn như thế nào chị nướng như thế đó. Mà vậy không có sợ nhiều khi có nhiều khách gấp? Tại vì ở đây khách là chị bán 30 năm rồi. Cho nên là
khách người ta ăn quen, người ta chấp nhận, người ta chờ. Dạ. Với lại ở đây chị có nem rán. Nem thì rán. Em ăn thì chị mới chiên nem dạ. rán trong Sài Gòn. Lát chị chiên ở đâu cái nem rán chị? Chị không, chị chiên ở trong bếp trong nhà. Dạ, chị rồi. Không chiên bên ngoài. À đây nè, đồ chua nè, nước mắm nè. Ở đây tất cả những nguyên liệu là buổi sáng chị mới làm. Dạ. Chị không làm qua ngày. Cái này cũng là nước mắm luôn hả chị? À, nước mắm hết luôn. Ồ. Tại vì tất cả những số lượng này chút nữa chị sẽ xài hết. Dạ. Cho nên buổi sáng chị nấu là chị phải để ra như vậy để chút nữa chị sử dụng. Dạ. Ờ, nhìn cứ tưởng là hai cái loại khác nhau. Không, tất cả đều nước mắm. Chị em để hai xô luôn để vậy làm nhiều khi giám đốc sử dụng. Đó. À, với lại hồi nào giờ gia đình chị bán là giống như là truyền thống trong gia đình. Không có giống như là phải quảng cáo gì hết. Dạ. Chị bán là nhờ khách quen, giống như em ăn thì em cảm thấy em ngon, em giới thiệu bạn bè của em chứ chị không quảng cáo. Dạ. À, ngay cả trên số Facebook là nó cũng làm miễn phí cho chị. Dạ. Chị à. Không có phải tốn tiền. Rồi thì ở trong là thấy có chị Mỹ, đang làm những cái xiên thịt, mình sẽ vào trong mình xem. Đấy, trước mặt quý vị khán giả đó chính là những xiên thịt đúng không chị? Chị đang chị bột là bằng cái lá gì vậy? Lá chuối mình xé ra xong rồi mình chân khô. Dạ. Là mình phải mua lá về chị xé ra luôn hả? Khô xong rồi khi nào mình làm thì mình ngâm nước. Là nó tươi là nó bị trơn hả chị? Hay sao? Đúng rồi. Tươi để lâu không được. Dạ. Yeah. Phải phơi khô. Xong rồi xài ngâm nước. Đây. Một xiên gì là 3 viên. Ủa, anh thấy chị làm có cái này không hả? Cái kia là hết mới làm hả chị? Cái thịt. Cái kia là thịt tươi người ta đang làm. Dạ. Người ta làm một khoảng 8 giờ, ta giao vô cho mình thì mình mới đầu mới ướp mới làm cái kia. Dạ, yeah. 8 giờ. Đó. Những nguyên thịt này vừa nạc vừa mỡ gì ha. Mình xài cái thịt như thế nào hả chị? Mình xài thịt dăm. Lạc dăm. Lạc dăm xay. Thường đa phần cái này đều xài lạc dăm hay gì ha. Cái kia mình xài ba gậu. Một mâm vậy là bao nhiêu viên hả chị? Nhiều lắm không có đếm. Đếm được nhiều mâm lắm. Bán một ngày vậy bao nhiêu xiên? Nhớ không? Cho là một phần là 3 xiên mà cho là 100 phần đi. 100 phần. Ví dụ vậy đi. Thì nhân 3 lên là 300 viên. Mà mình thấy cũng nhiều. Đây. Đó. Quý vị khán giả sẽ thấy là chị là mặc dù là cái thịt này là chắc ướp rồi đúng không chị? Đúng rồi, tất cả thịt là nguyên liệu chị đã ướp hết trơn rồi. Dạ. Đó, nhưng mà trước khi nướng thì chị sẽ nhúng qua cái nước ướp thịt lại thêm một lần nữa. Đó, nướng bếp than cái nha. Cùi lấy cái chén đứt cao mới sao nha Cùi. Lấy cái dĩa để vô cho ảnh luôn. Cái này mâm thịt ba chỉ hay gì ha? Còn cái thịt kia chừng nạc dăm xay. Chừng nào mới chị mới nướng. Giờ cũng lát là chị đem ra hay là ở trong chiền ra. Cái nào cái nem chiên đó. Dạ, cái nem. Cái nem chiên á thì nếu em muốn ăn thì chút nữa chị chiên cho em một dĩa. Dạ. Ừ. Không cái nem nướng. Kìa. Cái nem nướng là chị có nướng đây cho em nè. À đây. Đó, hai thứ luôn. À ở đây có nè. À, em thấy ba chỉ xếp ngoài đây nhiều, còn ở trong kia thì mới là cái nem. Từ cái đó là chị mới làm. Dạ. À, còn cái này chị làm lúc sáng. Để chút nữa chị nướng cho khách. Dạ. Yeah. Một phần như vậy bún là mình sẽ bán một phần bún chả của chị là 80.000. 80.000. Và cái nem rán cũng vậy. Dạ. Yeah. Là một phần bún là sẽ 3 xiên vậy đúng không? À. Này. Đó.
sẽ cắt bỏ vô trong cái chén rồi chan nước mắm vô luôn chị ha. Đúng rồi. Đó, một phần thì sẽ được hai xiên thịt và một cái xiên chả. Chả. Rồi giờ chị cho nước mắm vô cho em nha. Dạ. Mỡ hành nè. Là hiện nay là mình cái này chị có điều chỉnh cho nó vừa vị nam không hay là chị vẫn giữ cái nó gì? Hơi lai nhẹ trong nam một chút. Dạ. Đó là nó có món mỡ hành. Dạ. Đó. Còn nếu mà đúng bắt thì nó sẽ không có mỡ hành đó, cho nên là cái này của chị ăn nó sẽ hơi mặn và nó cũng sẽ hơi ngọt. Dạ. Rồi coi chị nhúng coi cái này lạ quá. Hình như chắc Sài Gòn quá có mình chị làm kiểu này chắc chắn luôn. Ba cái này ba cái kia đúng không? Với nhiều người như là họ xài cái vị đó, cái vị họ xài cái vị nướng thịt nhiều hơn là họ xài giống như cái này của chị. Dạ. Yeah. Cái này của chị nó kỳ công hơn là tự cái này của chị nó là lá chuối nha. Yeah. Cái sợi dây cột cái này nó là lá chuối nha. Yeah. Hồi nãy tại chị vì đó tại vì cái lá chuối này á là em phải mua về rồi em xé ra từng miếng theo cái kích thước mình cần, xong rồi á em mới xé nhỏ. Em xé nhỏ thì em phơi khô. Em phơi khô xong khi nào em cần xài thì em nhúng vô nước. Dạ. Nó sẽ nở cái lá chuối ra. Ừ. Em nướng lên bếp nó sẽ không có bị đứt. Để tươi thì nó lại bị hư. À, phải để phơi tươi khô nó sẽ bị mốc. Ồ. Này cái bếp than này nó hơi nhỏ và nó nóng thì cái bếp than này cực kỳ nóng. Dạ. Nha. Em để không có cho xa. Cái máy của em vô được nha. Dạ, em để xa xa. Ủa, ví dụ mà mình người ta ăn thêm vậy chị bán sao, bán lẻ làm sao? Chị bán và giống như một phần của em có đầy đủ thì 80.000. Dạ. Nhưng mà nếu mà em chỉ ăn như vậy không á là ba cấp này là 75.000. Nguyên một cái phần trên bàn đó là của em 150.000. À là không bún là 75.000. Không có bún là 75.000 mà có bún là 80.000. Dạ. Còn bán lẻ một cây không? Một cây là 25.000. Một cây là 25.000. Chút nữa chị lấy vô cái dĩa này cho em nha. Dạ. Thơm quá. À, em có câu hỏi này nha, nó cũng hơi khó, không biết chị trả lời đúng không ha. Ừ. Nhưng mà ở đây là quận nhất thì thường ở quận nhất thì giá mỗi cái quán ở quận nhất thì nó cũng thường nhỉnh hơn một số chỗ. À. Ở đây em giá một phần gì 80 gì đó thì chắc cũng sẽ có nhiều người là người ta sẽ ngại về cái giá đúng không chị? Chị Quanh lấy cái mâm á, chị Quanh để lên. Ở đây á, là chị là quận nhất. Thứ nhất là cái giá nó sẽ hơn cái giá cơm bình dân. Dạ. Nhưng cái vấn đề là khách người ta ăn quen, người ta chấp nhận cái giá của quận nhất mình như vậy. Dạ. Yeah. Thì cái app nãy như chị nói là ở trên đó là đâu có tính thêm đâu đúng không chị? Chị không có tính thêm, chị bán trên app nó cũng 80 và chị bán ở cho khách cũng 80. Dạ. Yeah. Cùi lấy cái mâm để ba chén đi để tao làm cho hai người đó luôn. Đó, 6 cây thịt của mình. Mà sao chị không xài vị nước? Xài chị, nếu xài vị nước nó sẽ không thơm cái thịt. Ồ. Ngộ rồi ha. Thịt cũng là nướng trong vị. Nhưng mà cái xiên thì vậy, cây đũa. Cái chiếc đũa nó sẽ thơm hơn. Nó thơm hơn. Ba đi mấy giờ về? Thì giờ về công đũa nó. Công gì? Đấy. Trước mà. Hay lại là 150.000. Rồi. Coi, lấy cái mâm bê lên cho anh đi coi. Nước mắm Bắc nấu có khác gì nhiều so với Nam không chị? Nước mắm Bắc nó khác ở cái Nam cái là nó có vị ngọt hơi tí xíu. Yeah, em biết như nấu từ xương hay gì. Nhưng mà cái nước Nam á là nó có vị ngọt hơn tí xíu. Còn cái nước mắm Bắc á thì nó sẽ lạc hơn nước mắm Nam rất nhiều. Yeah. Đây, quầy bún với quầy rau là bên đây. Nó hơi tối mà cái gì thông dài. Chỗ này nó hơi tối. Đó, cái dĩa. Ủa cái nhúng nhúng này là từ xưa đã vậy hả chị? Cái nhúng cái này là chị cho nó ngấm cái nước thịt. Dạ. Là từ xưa tới giờ mẹ chị làm như vậy. À.
là giữ nguyên hết công thức. Giữ nguyên công thức của mẹ chị từ xưa tới giờ. Lăn lăn đi, chị lăn lăn cho nó tắm thật đi. Không có sao hết. Tại vì cái nước thịt này là cái nước ở trong cái này nước. Dạ. Tăng thêm cái độ đậm đà vậy nó không có bị khô thịt. Tổng cộng bao nhiêu gia vị trong cái ướp này chị? Muối, bột ngọt, mật ong, tiêu, hành, tỏi. Chị xô luôn, em hỏi số lượng rồi chị xô ta luôn. Chị ướp số lượng mỗi ngày mỗi khác mà. Dạ. Mỗi ngày mỗi khác là tăng số lượng nhiều ít. À tùy vào cái lượng thịt mỗi ngày bên công ty người ta giao cho chị. Dạ. Cũng gần 10 gia vị hay gì ha. Ok, quý vị khán giả ơi, thì quán cũng nói chung là ánh đèn nó sẽ hơi yếu nên là hơi tối, thì mong quý vị khán giả thông cảm. Rồi, thì bây giờ còn một cái nem rán nữa, nhưng mà chắc là Phú sẽ ăn trong lúc ăn thì đi rồi đợi cái nem rán ra rồi mình ăn sau. Bây giờ Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bún chả Hà Nội ba chị em đi, mình gọi ba chị em đi. Ok, đây là một cái phần 80.000. Rau thì mọi người thấy em thoải mái, bún thì tính là thêm một dĩa 5.000. À không, ý là ăn thêm một dĩa bún mà tới tính mới tính 5.000 nha mọi người. Còn đây là một phần 80.000. Đó, thì như mọi người thấy thì đây là quận nhất. Giá này chắc chắn đối với nhiều quý vị khán giả thì sẽ cao. Thì Phú cũng là một người đi trải nghiệm ngày hôm nay thì chắc là phải xin thêm ý kiến của những ai là vị khách quen của quán bún chả Hà Nội của chị để chia sẻ bình luận thêm phía dưới nha. Rồi, đây là một chén nước mắm chưa có thịt. Thanh chứ, ngọt nữa, có cái vị chua thanh của cái đồ chua này kích thêm, mà nó có một cái mùi, một có cái mùi nồng nồng nhẹ, không biết là mùi của nguyên liệu gì. À, đây là cái nước mắm mà đã có thịt này nọ rồi. Cái nước này nó sẽ đậm đà hơn, nó nghiêng về cái độ mặn và cái những cái gia vị trong cái thịt nó tiết ra, nó hòa quyện với cái nước mắm nha mọi người. Đó. Cho tỏi, cho ớt vào. Đó. Đó. Ăn theo kiểu mặt thì chúng ta sẽ nhúng bún vô luôn. Có thấy có anh kia ăn theo kiểu nam. Làm anh mượn một cái tô. Anh bỏ bún vào. Bún thịt nướng rồi đó. Thì anh trộn vô. Thì thật ra món này cũng gọi là bún thịt nướng mà. Quan trọng là ăn như thế nào thôi. Đó, ăn cách này nó sẽ hơi lộng cộng và rườm rà tí. Potato và diếp cá vậy. Khi mà bỏ vô vậy á mọi người, nó sẽ thấm bớt vào sữa bún. Ăn đúng là nghĩa là nó sẽ ít cái vị ngọt. Rồi quý vị bắt đúng rồi. Đây. Thịt mềm. Săn. Dạ, của anh chị hả? Của em tóc đi hai ngày nha. Và cái bún này nó sẽ có cái mùi bún nha mọi người. Đó. Giờ mình bỏ rau luôn. Rau thì sẽ có xà lách nè, tí tô nè, ngò nữa, rau thơm, rau quế chứ. Xà lách thì chắc là có ăn cái nem rán thì để cuốn rồi nọ. Rồi. Bây giờ quên, chưa bỏ vào phòng vô. Đó, bỏ vào phòng vô luôn, bỏ vào phòng bên đây luôn. Đó, bây giờ Phú sẽ chan cái nước mắm bên đây qua. Nè, nước mắm thuần khiết, được chua thôi, không có
thịt thà gì hết. Mình gấp bên đây mình ăn. Rồi. Cảm ơn chị. Ngày nhiều quên chị. Nha. Ngày cũng 75 ngàn nha mọi người. 75 ngàn bán đúng không? Đúng rồi. Cái này nãy mình kêu là 150 nè. Đó. Đó, ai thích vị nó nghiêng về vị chua chua hơn. Mình ăn cái nước mắm này. Đó, ai thích đậm đà hơn mình ăn cái nước mắm mà có gia vị này nữa. Đây. Nãy mình ăn cái thịt ba chỉ, giờ mình ăn cái thịt viên. Viên nó đặc thịt luôn. Mặn mặn. Cái thịt viên thì nó sẽ mặn mặn. Săn thịt. Đó, nói chung là ở đây cái điểm đặc trưng riêng đó chính là chị bán để đâu, chị mới bắt đầu chị ướp thêm một lớp rồi chị mới đặt lên nướng. Thì thịt ăn lúc cơm nóng nướng nướng than sẽ ăn vô bỏ trong nước mắm ăn nóng nóng như vậy nó còn hương vị. Thì có thể vừa ăn đó, cũng có thể nó sẽ có thể sẽ trùng một số hương vị ở một qua số quán mà mọi người sẽ ăn về cái hương vị nước mắm này. Đây thì cái thịt này nãy chị nướng nó hơi cháy cháy một tí, có thể là do trong lúc quay á nên lo nói chuyện. Mình ăn cái miếng này nè, đó mọi người nhìn cái miếng thịt nè, nó bóng bóng không? Giống bà chỉ. Thơm, cái này là chưa bỏ vô nước mắm. Miếng này có mỡ, nó béo. Đúng nghĩa là nó nghiêng về phía Bắc nha mọi người. Nên là ai mà gu mà nam mà thích ăn đậm đà, ngọt 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 á, nó sẽ ít. Miếng này nó mềm mại, nó béo. Và đây là cái thịt viên rồi ha. Bỏ miếng đậu phộng lên. Chung theo cái vị cá nhân của Phú á, nó ăn ổn. Còn mà để đặc trưng xuất sắc thì chắc là cái này tùy vị rồi. Tại vì như vị Bắc mà nên Phú không đánh giá theo kiểu Việt Nam mình được. Đây nem rán, mình chả này chả giò. Đó, nhúng vô. Bắt bún nhúng vô luôn. Đồ chua đu đủ. Miếng rau là miếng cuối. Nên là mỗi quán, đúng nghĩa là mỗi quán chúng ta sẽ có một cái khác lạ riêng ha. Lâu chúng ta đi trải nghiệm về để chúng ta tìm hiểu vì sao sẽ có những cái quán dù là giá cao nhưng mà họ vẫn tồn tại qua năm tháng là vì sao. Cái này thì chỉ có mọi người giải thích thôi. Nhưng mà Phú biết một điều đó, đó là chỉ cần thực khách họ cảm thấy ngon vừa miệng thì hình như là cho dù xa hay là cái giá nó có đắt đi nữa thì họ cảm thấy xứng đáng với cái hương vị, tạo cảm giác cho nó họ thỏa mãn thì họ vẫn ăn thôi. Bỏ cái tỏi với ăn thơm. Cái chả giò này ở trong đây cũng thấy là có nấm nữa. Mình nấm hơi ít. Cũng chả giò thịt thôi. Ok, xong rồi. Thì quý vị khán giả xem clip này có những ý kiến như thế nào mình cứ bình luận ở phía dưới nha. Hồi nãy Phú quên nói chả giò. Chả giò ở đây cái vỏ nó sẽ mỏng, giòn. Ăn nó, nói chung là nó sẽ nghiêng về cho những ai gu mà gọi là thích ăn thịt. Vì đặt thịt, cái nấm thì chị sẽ bỏ hơi ít. Đó, rồi thì thịt nướng khi mà nhai không á thì một lát thì nó sẽ nghiêng về một tí xíu độ mặn nha. Khi mình nhai nó ra cái nước, những cái gia vị ở trong á. Ai thích đậm thì mình ăn cái chén mà thịt để trong mắm. Ai thích chua chua, thanh thanh, ngọt. Nó vẫn có vị ngọt nha mọi người, chứ hoàn toàn không phải là nghiêng về vị Bắc thì không có vị ngọt đâu.
đó, nó nghiêng về cho ai thích độ chua chua à. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những clip hấp dẫn tiếp theo.